yeah, baby. Ooh. Ê, một con spot đi làm mồi đi. Yeah, spot. Ooh, big spot. A quacker. That is quacker. Quacker hả? Man, ăn dữ lắm. Dục rồi. Oh my god. Dục rồi. Ơ, vậy, còn. Ồ, con cá gì á. Lu. Oh. She missed it. Jesus Christ. Big one, right? Big one. Oh my god, the big one, yeah. Con gì? Cá gì? Nhưng mà con gì? Blue. Ú, được á, để em cắt ra em làm mồi. Cái này cắt từ khúc đó. Ừ, ok, em cắt từ khúc. Ồ, dính ngay cho con mắt nó. You got it? No. Come on. Nó ăn nó các bạn. Nó giật 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 cho nó. Nó dính con cá nữa rồi. Wow, another one. Oh my god. Oh my god. Ow, ow, ow. Oh, yeah, hit it. So they die. Oh my goodness. Watch out, they don't bite your hand. Oh. Hồi nãy anh để con kia ở đâu? Over there, near the jet. Yeah. Oh, right here, look at it. Be careful. Kill it. Oh, tweezer. Watch out, đừng có gần cái đầu nó gãy đầu á, cầm ở dưới ấy á. Có những cái đuôi. Em cầm cái đầu. Yeah. Em cầm. I have the tweezer. Careful. Hold on. Put it right over there. Right. Get a tweezer. Yeah. Ngay cái gọn coi chừng nó gãy cái đầu ngọn. Man, no plyo, no nothing. Đây là hai con cá đuối. Thành quả của ngày hôm nay nè các bạn. Hai con cá đuối này cũng vừa ăn lắm. Cũng không có to lắm. Các bạn nhớ ha, khi bắt cá đuối lên đó, các bạn phải cẩn thận mấy cái gai này của nó nè nha. Nếu mà không cẩn thận đó thì nó sẽ đâm bạn đó. Ở đây có một cái gai ngay cái đuôi này nè, Hân đã lột ra rồi. Đó. Con này kia. Dạ.
Rồi, được rồi đó anh. Món gì? Ờ, hôm nay mình sẽ làm cá đuối xào xả ớt hoặc là cá đuối xào lăng, mình sẽ quyết định sau.